Anh xin chào ông bà cô chú chị bạn. Đây cây cầu ở ấp Ngọc Tân, anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ hỗ trợ cho bà con. Hôm nay Thạnh làm lễ khánh thành với bàn giao kêu cầu mới. Giờ hình mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh đi một quận đang tham quan cây cầu mà anh Nhiêu hỗ trợ cho bà con. Đây, Hạnh đã gắn cái bảng lưu niệm coi nè. Bản lưu niệm này anh để tên của mẹ anh, cầu Võ Thị Sử, kênh Ba Nghiệp Tiếng Ca 6, ở ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Trúc, huyện Nhồng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ tài trợ xây cầu. Kênh YouTube Bích Hạnh Miền Tây xây dựng, chi phí làm cầu là 97.009.000, tặng 2 cây đèn năng lượng mặt trời 2.968.000, tổng chi phí cây xây cầu và đèn năng lượng luôn là 99.977.000, chiều dài là 17m, chiều rộng là 2,5m, khởi công ngày 2 tháng 4 năm 2024, ngày hoàn thành là ngày 29 tháng 5 năm 2024. Mình có gắn cái bảng lễ khánh thành nè. Lễ khánh thành cầu Võ Thị Sử, kênh Ba Nghiệp Tiếng Cát 6, ấp Ngọc Tân, xã Ngọc Trúc, huyện Nhồng Ghiền, tỉnh Kiên Giang. Thì anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ tài trợ cho bà con có cây cầu nè. Cây cầu chiều dài là 17m, chiều rộng là 2,5m. Còn cây cầu là 97.009.000, tặng 2 cây đèn năng lượng 2.968.000, tổng chi phí xây dựng xây cầu và đèn năng lượng là 99.977.000. Ngày hôm nay là ngày 2 tháng 6 năm 2024, là Hạnh làm lễ khánh thành cây cầu. Cậu Hạnh cũng làm xong gắn được 2 cây đèn năng lượng nè, bằng tối thắp sáng cho bà con. Thì Hạnh sẽ mở lên, nhất tối thì nó sẽ sáng lên. Hiện tại ban ngày này chưa có sáng. Cái dốc cầu này đi rất là dễ luôn. Giờ có xe nó chạy lúc không tới đây luôn rồi nè. Còn cái này là cây đèn thứ hai. Được hổm, cũng có người bình luận nói đó là cái nhà rồi nữa làm lộ rồi sao chạy được. Cái đó là cái chỉ chỗ người ta để cái đồ chạy giỏ thôi. Cái đường ti bên của mình bên đây nè. Thì hôm nay làm cầu rồi thì mấy anh em ở xã này cũng lại thấy mừng đó. Em anh Việt là phó bí thư, còn em hay là trưởng ốc nha, lại tham gia cây cầu. Cây cầu hôm nay em làm xong rồi ha, ngày nay thì em sẽ giao bằng giao lại cho anh quản lý nha. Nếu như sau này mà có sơn bong chóc đó, thì anh quản lý sơn lại giùm, sửa chữa lại giùm. Rồi đây mà với góc độ địa phương sẽ ghi nhận. Có vấn đề gì thì sẽ vận động bà con cũng như là chính quyền sẽ tiếp tục đóng góp, cố, đóng góp để sửa chữa đồ đàng hoàng cho bà con chúng ta đi. Dạ, thì thay mặt cho đảng ủy rồi là hội đồng dân quan dân thì cũng cảm ơn anh Nhiêu, vợ chồng. Đây trước mắt là hai vợ chồng chỗ Bích Hạnh. Thứ hai là cảm ơn anh Nhiêu. Anh Lê Quang Nhiêu. Đã có sự đóng góp để cho bà con là có được cây cầu là rất là khang trang đi là trong là dịp là mùa mưa sắp đến, thì cũng thay mặt là cảm ơn anh rất nhiều. Rồi em hay sao rồi? Về chỗ độ cũng làm cũng đi ấp thì thấy bắt cây cầu được thì bà con thấy rất mừng. Nói chung mấy em đi học thì cũng không còn phải đi cầu khỉ hoặc là đi cha mẹ phải đưa giỏ đi xuồng. Nói chung bà con đây bắt được cầu rất phấn khởi, cảm ơn cái chỗ Mạnh Thần Quân cũng tài trợ, cũng như chỗ chị Hạnh, chị Tú vận động bắt được cái cầu, cũng nhóm Tú chị Hạnh cũng bắt được cầu gì rất mừng. Mình cũng mong muốn trong thời gian tới chỗ anh chị cũng như là cái Mạnh Thần Quân cũng quan tâm cho địa phương, cũng bắt nhiều cầu đường cho bà con đi lại thuận tiện, cho tại vì địa phương mình cũng còn nhiều khó khăn lắm. Dạ. Người ta nói sao chuyện cầu đường của nhà nước mà tại vì ở quê mình nhiều cầu quá rồi lâu không xể, tại vì ở trong kinh vùng sâu vùng xa đó thì nhiều cầu mình thấy bất lợi cho mấy bé học sinh đó. Nếu mà chờ thì lâu dữ lắm mới có cây cầu hoàn thành, thì cũng được anh Nhiêu hỗ trợ làm xây dựng cây cầu cho bà con nè. Thì nhân đây thì em cũng rất là cảm ơn anh, chúc anh có thật nhiều sức khỏe, mọi việc đều thuận lợi và thành công. Giờ mình sẽ đi tham quan cây cầu ha, một lần nữa mình là đi với bà con nè. Rồi đi đến Việt. Đi đi. Cái lắc cầu thì vui không? Cả mấy con vui không?
cầu đi rồi. Mấy bé này là chắc mừng nhất nè. Tại nhà mấy bé này đi mỗi lần đi phải đi cầu khỉ rồi đó. Đi dễ không? Có dốc đi thử dễ không? Dễ. Dễ quá ha, chạy lên chạy xuống ha. Cái này đi học khỏi đi cầu khỉ về đó, khỏi sợ té xong rồi đó. Rồi đi cái ăn giờ đi làm về đi hết nổi ngồi đây luôn rồi. Mệt, hôm nay mệt nắng quá. Rồi tôi lấy xe lên tôi thông cầu coi. À em Tiền là người chạy đầu tiên hả? Thông cầu anh em ơi. Wow. Biết á, mới dốc lên chưa biết mình làm dốc nữa. Chưa biết lên dốc quá ha. Tại đây nãy tôi tứ gao tứ cải bây giờ nó ướt rồi. Chạy dễ quá ha Cường. Chạy do luôn á. Nhẹ nhàng luôn á. Bà con ở quê cũng lại tập trung lại nè. Cầu rồi đi một quận qua cầu đi. Thấy đi dễ không? Dễ không cô? Bà hồi nào tới giờ bà đâu có đi được đâu. Tại vì cầu khỉ không hả? Bà bên sông đó bà nói bữa nào ta đi nhà mấy người rồi nghe đó. Có cầu rồi giờ đi chơi hả? Dễ ha bà. Mà cái giò của bà bị nhức hả? Ừ nó nhức. Mà còn đi cái dốc này thấy dễ dàng đó nè. Cầu bên kia hồi cắt tới giờ hồi bằng tới giờ không dám đi mất con kẹ không mới đi được. Cầu ở đâu? Đi lên dốc không nổi. Ờ có cái cầu dốc cao ha. Dốc cao. Dạ. Trời mấy này leo kìa, leo cái lan can sướng chưa? Rồi đi chạy cây tung tăng cây. Trời ơi ba chai luôn. Ngày chiều nào cũng chạy. Vậy đó hả? Lên xuông vậy đó. Mừng không cô được cái cầu hả? Mừng nghe. Rồi sao rồi cô đi cái cầu cảm giác sao nó dễ đi không? Dễ đi. Rồi được gì cảm ơn tới già. Đó làm con khỉ đó. Cảm ơn tới già luôn. Là nhớ tới hoài nhớ luôn ha. Hoài luôn. Nhớ là anh Nhiêu á, anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ á. Anh làm cái cầu này để tên mẹ của anh là cầu Võ Thị Sử. Dạ tên đó. Em vô đi nấu. Mỗi người đi qua cầu đều nhớ công ơn của gia đình của anh Nhiêu. Sao chị đi sao rồi? Chị dạ. Em quá hả? Rồi mình đi trở về quận đi. Đi bậy. Cần con dẫn không? Ôi Vĩnh Vĩnh Lan Can hả? Lan Can. Rồi tự đi Vĩnh Lan Can luôn. Chiều luôn. Vậy mà mình nhìn cái xuống đây cao quá ha. Nhìn xuống dưới sau này cây cầu nó cao quá mà tại mình làm cái dốc nó. Lại coi mà không ra không được đó lại. Đó là xuống đó rồi đi nổi. Dạ, bây giờ là đi qua cầu là nổi rồi ha. Không được rồi. Tôi làm đường đi nó dễ đi rồi. À, dạ đường đi nữa bà con mình gom góp lại mình làm. Nó nằm nè tờ mau men kêu men cả hòm y tờ mau. Đi cho đủ màu áo đi xanh đỏ tím vàng. Đủ chưa? Còn màu vàng kìa đó, màu vàng đó kìa. Có màu đỏ chưa? Đã. Có luôn rồi, đỏ xanh gì tím đủ luôn rồi đó. Đủ màu sắc luôn rồi. Cái cầu hôm nay Thịnh làm lễ khánh thành, Thịnh sẽ đọc một số tiền Thịnh mua đồ làm cầu đó. Thì Thịnh sẽ đọc trước tiên là tiền vật liệu. Thịnh mua cát đá xi măng là 28.150.000. Tiền sắt thì 37.695.000. Tiền cắm trụ cầu là 4.000.000 đồng. Tiền nước sơn lan can là 2.000.000. Tiền mua cao su, nước, bánh, bắp, đồ ăn đãi cho bà anh em ở xóm bà con nè là 2.400.000. Tại vì mình mua tới 4 lần. Lần mình đổ bê tông đà, đổ dĩ cầu nhiều công đoạn nhiều lần á là tổng lại là 2.400.000. À, tiền xăng dầu vận chuyển đồ với tiền điện, tiền đinh, tiền vé hàng là 2.000.000 đồng. Công thợ là 57 ngày công 19.864.000. Bản lưu niệm 900.000.
tổng cây cầu là 97.009.000. À, anh Nhiêu tặng thêm 2 cây đèn năng lượng mặt trời là 2.968.000. Tổng kinh phí cầu với đèn là 99.977.000. Rồi anh Nhiêu có tặng thêm trong nhóm thợ 6 người là 3 triệu nữa, mỗi người 500. Rồi tặng bữa tiệc long quang đãi các anh em với bà con là 2 triệu nữa, là tổng số tiền anh tặng là 5 triệu. Tổng chi phí mà anh tài trợ cho cầu với cho anh em nhóm thợ với bữa tiệc luôn là 104.977.000. Nhóm thợ có hành hôm nay cũng có niềm vui là được anh Lê Quang Diệu ở Mỹ tặng cho một phần quà. Rồi đứng xếp hàng đi, cái hàng dài quá. Đây là nhóm thợ của hạnh nè, là được 6 người. Rồi phần quà này rồi nữa về sau có phần quà nữa. Vui vậy, nhiều phần quà chứ vậy? Tiền nhiêu nhân đôi hả? Bốc bờ thơ rồi, bốc. Thì anh gửi tặng cho nhóm thợ là 3 triệu, mỗi người là 500 ngàn ha. Đây trước tiên là nhiệt nha, của anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ gửi cho mình ha. Cảm ơn Lê Quang Nhiêu ạ, chúc anh Nhiêu và chúc khỏe. Cảm ơn. Cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu, chúc anh và gia đình anh Nhiêu nhiều sức khỏe. Anh Nhiêu gửi cho Cường. Nhiêu. Rồi anh Nhiêu gửi cho anh Phấn. Lê Quang Nhiêu. Gửi cho em Tuấn Anh. Cảm ơn chị. Cảm ơn Lê. Gửi cho anh Phúc. Cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu. Kéo tay. Nhân đây thì Hạnh cũng thay mặt cho bà con nè, với anh em của Hạnh đó, rất là cảm ơn anh Nhiêu rất nhiều. Thì Hạnh xin chúc cho gia đình anh có thật nhiều sức khỏe, mọi việc của anh đều thuận lợi và thành công. Đây là món quà thứ nhất ha. Còn một phần quà nữa là anh Nhiêu có hỗ trợ cho mình là bữa tiệc nữa. Rồi bắt đầu anh em mình tập trung về trời của mình nha. Rồi chúc anh em nhiều sức khỏe. Cảm ơn Nhiêu rất nhiều. Rồi mình chuẩn bị xuống quán đi. Món quà thứ hai. Vậy tắm rửa sạch sẽ đi, lăn lên hình nữa chứ. Đi làm về đó rồi anh em qua đây luôn. Đây là cây cầu thứ 6 Hạnh đã làm hoàn thành này. Cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương ủng hộ Hạnh. Xin chúc tất cả cô chú có thật nhiều sức khỏe. Giờ Hạnh mời ông bà cô chú chị bạn cùng Hạnh về đặng dùng bữa tiệc nhỏ với nhóm thợ của Hạnh với mấy anh em bà con. Cầu ấp Ngọc Tân được anh Nhiêu hỗ trợ cho buổi tiệc cho mấy anh em của Hạnh cùng nhóm thợ với mấy anh em ở phụ tiếp làm cầu. Giờ Hạnh cũng mời ông bà cô chú anh chị các bạn cùng dùng tiệc với anh em của Hạnh nha. Rồi bắt đầu mình bắt lên đi, bắt bếp lên. Ủa sao bên đây mình không có cái dĩa gọi dĩa lẩu, bên đây hai dĩa nè. Bữa nay thì Hạnh làm món lẩu chua, lẩu hải sản với sò lụa, sò quế. Chúc mừng 1, 2, 3, vô rồi. Giờ chưa có lại đủ. Hôm nay gai từ từ rồi anh em sẽ lại nữa. Chúc mừng cái cầu mới bữa nay nha. Quên, chị quên lấy nước ngọt xuống. Bữa giỏ này hả? Thế à, lấy chén thêm.
dĩa nhỏ mình còn nè. Hôm nay thì cũng có anh Độ với hai chồng anh Độ lại chung vui nè. Rồi vô luôn đi anh Độ. Vô đi Hương. Dạ. Bật bếp chưa? Dạ dạ. Em bỏ cá vô. Hôm nay thì em làm lẩu lẩu Thái kìa. Vì ăn Liên Quan Cầu nấu rồi mới chạy về làm sắp nãy giờ. Ngon quá, hấp dẫn quá. Ăn bóng tái gì kìa. Có mang theo đây. Cái này đặt rồi. Mắc cừ, hồi nãy người ta gao chạy ngang mà không kịp á. Ờ, thấy em làm không? Em đi Thánh Thành kia cầu về, cái nãy giờ em làm sắp rồi. Thì hôm nay thì Hạnh nhận được phần quà của anh Lê Vĩnh Nguyên ở Mỹ á. Hôm trước Hạnh có về thì Hạnh gửi cho phần quà. Thì nhân đây có buổi tiệc này thì Hạnh sẽ tặng cho mỗi anh em một phần quà luôn nè. Một chai dầu xanh với một hộp dầu cù là so bóp chỉ nhức mỏi. Ở đây là một hộp salon bát. Bữa nay có quà nhiều quá vậy, nhiều tin vui quá luôn rồi. Có kem nữa mà. Hỏi cái này hả? Không, này là dầu cù là sao bóp. Chị nhất thôi. Cái này là salon bát nè nghe. Hồi đó mình chia ra nghe. Trước tiên vậy đi. Này là của Cường nghe. Này là của anh Phấn, một chai dầu với một hộp dầu cù là với một chai bịch hộp salon bát. Mình chị nhất mỏi. Đây của anh Phúc nè. Cảm ơn anh Lê Vĩnh Nguyên nhiều. Nhiệt nè. Quan nhiêu ạ? Lê Vĩnh Nguyên. Anh này của ăn. Một hồi thì mấy anh em này thì Hạnh sẽ chia mỗi người một chai. Không đủ chia rồi tặng dẫn gửi cho nhóm họ. Hồi Hạnh sẽ chiết cho tặng cho người một chai. Tặng cho em Hay nè. Rồi hồi chia và salon bát ra. Cái phần này thì anh Nguyên gửi cho Hạnh, bây giờ có mấy anh em thì Hạnh cũng chia phần cho đầy đủ luôn. Cái này là em trai này nè, cho chị gửi em ha. Này là phần quà của anh Nguyên rồi. Ở Mỹ gửi tặng cho em. Rồi, cảm ơn anh chị. Này của em Tiền. Về mình có nhức mỏi đi làm ruộng á, mình tha này lên nha. Cái này là chị gì nhức mỏi nè, salon bát, chai dầu mình chị nhức luôn. Đây là phần của anh Việt ha. Có luôn hả? Có rất nhiều hả? Của em Hay. Dạ, cảm ơn Nguyên. Đây là của chị Hương nè, để mình lấy thêm salon bát. Cảm ơn anh nghe nha. Vậy là đủ rồi phải không? Khỏe. Rồi, còn nhiêu đây Hạnh ơi, Hạnh xài cũng giúp mình cũng vậy mà. Rồi, mấy anh em dùng tự nhiên nha. Dạ. Vô cái này đi. 1, 2, 3, vô. Rồi hôm nay thì Hạnh cũng rất là cảm ơn anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ hỗ trợ cho quê của Hạnh được cây cầu với một phần quà cho mấy em rồi bữa tiệc nhỏ nữa. Rồi Hạnh cũng cảm ơn anh Lê Vĩnh Nguyên ở Mỹ luôn, cũng anh cũng có gửi về quà cho mấy em nữa. Rồi Hạnh xin chúc cho hai anh có thật nhiều sức khỏe, gia đình này luôn hạnh phúc, mọi công việc của anh đều thuận lợi và thành công. Thì cây cầu này là cây cầu thứ 6 rồi, thì Hạnh đang khởi công cây cầu thứ 7. Rồi Hạnh cũng rất mong là quý ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân có xem clip thì ủng hộ cho Hạnh, tặng Hạnh giúp được bà con ở quê có hoàn cảnh khó khăn về cất được những căn nhà, những cây cầu và giúp những bé học sinh không có cấp sách đến trường. Thì nhân đây Hạnh rất là cảm ơn rất nhiều luôn. Hạnh chúc tất cả cô chú có thật nhiều sức khỏe. Video của Hạnh đến đây kết thúc. Hạnh cảm ơn ông bà cô chú chị bạn trong thời gian qua đã luôn yêu thương ủng hộ kênh Đức Hạnh Miền Tây. Hạnh xin chúc ông bà cô chú chị bạn sức khỏe dồi dào, công việc luôn thuận lợi và thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Chào. Rồi tự nhiên đây. Nãy giờ thấy ai cũng ngại chứ không vậy?